Xin chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách kiểm tra cái máy bay trực thăng 385 kênh ha, tại nhà coi nó hư cái gì ha. Thì cái mẫu này rất dễ cho nhiều bạn không dám mở ra thôi. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ thử kiểm tra chiếc máy bay này ha. Đó. Nó quay cánh trên mà không quay cánh dưới á. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tháo ra và kiểm tra ha. Hoặc ngược lại, nó quay cánh dưới mà không quay cánh trên. Đó, thì chúng ta chỉ cần tháo ốc ra thôi. Để ý nha, ốc bên đây nè, chúng ta không tháo nha, do cánh đuôi không có ốc nè. Còn bên đây nè, cánh đuôi nó có mấy ốc, thì chúng ta tháo cái mặt bên đây ra ha. Đó, thì bên đây chúng ta sẽ cần một cái con vít nhỏ thì chúng ta mới thể tháo được. Đó, lưu ý tháo ra thì chúng ta sẽ có một cái hộp đựng ha. Đó, chúng ta sẽ đựng con ốc vào đây để nó không bị rơi mất. Chứ để ý nhiều bạn mà thi tháo ra xong hồi gắn lại dư mấy con ốc. Đó. Cho nên là chúng ta phải để ý bỏ ốc cho đúng nơi quy định ha. Con vít nhỏ thì các bạn mới dặn ra được nha. Vít bự quá không ra khó lắm. Tại vì nó cái lỗ này, máy bay trực thăng này thì lỗ nó nhỏ, nó không có to. Đó. Thì có nhiều cái trường hợp máy bay nó bị vấn đề. Thứ nhất là do các bạn bay á, khi mà rớt xuống mà nhiều bạn mới tập chơi, đặc biệt nhiều bạn mới tập chơi á, lúng túng quá, càng rớt lên ga càng mạnh, dẫn đến cái việc mà cái motor nó quay mà cái trong chóng nó không quay, thì dẫn đến nóng motor, thì đó nó có thể hư motor. Và cái thứ hai nữa đó, một là hư motor, hai là hư nhông. Motor nó vẫn còn quay tốt nhưng mà nhông bị gãy cho nên chúng ta quay không được ha. Rất là nhiều nguyên nhân đó. Thứ ba là tuột nhông đó, trường hợp hy hữu là vụt motor ra thì chúng ta gắn lại được. Mẫu máy bay này khá là nhiều ốc ha, nên chúng ta tháo ra hơi lâu xíu. Đó, thì do bị dướng cái tem này ha, ta cắt tem ra luôn. Đó, tháo ra ha, là do mấy con ốc này là chưa có dặn ra hết. Thì chúng ta cố gắng dặn ra ha. Đó, bung ốc, rớt ốc, họ đi kiếm luôn. Đó, thì sau khi tháo ra thì nó sẽ có như thế này ha. Đó, và chúng ta sẽ kiểm tra xem là nó bị gì. Nói chung thì cũng đơn giản thôi. Đó, thì nhìn này là các bạn biết rồi ha, cái này không phải là do bị tuột nhông mà là do motor nó bị tuột lên nè. Đó, motor đẩy lên quá cao ha, thì chúng ta chỉ cần bóp cho nó xuống, đẩy cho nó vô khớp, vô nhông thôi. Còn trường hợp nào mà nó vô cái nhông không ngay thì các bạn có thể cho cái nhông nó xuống một xíu. Đó, thì bây giờ mình sẽ mở lên và quay cánh thử cho các bạn xem ha, thì nó sẽ quay. Còn nếu quay không được là do bị hư motor luôn. Đó, mình mở remote lên ha. Đấy, hoạt động ok. Đó, thì bây giờ mình sẽ gắn nó lại và quay cánh thử ha. Các bạn lưu ý là nhớ kiểm tra để đầy đủ nha, cái đèn này nè. Đó, chúng ta gắn ngay lại, gắn vô khớp ok rồi thì chúng ta dặn ốc lại thôi.
Đó, thì sau khi gắn xong á thì các bạn sẽ kiểm tra thử ha. Đó, các bạn để máy bay lên và chúng ta điều khiển thử. À, mình quên chưa bật công tắc máy bay ha. Chúng ta sẽ bật lên và điều khiển thử coi nó bay lên được hay không. Đó, ok ha. À, các bạn bấm bay thì nó bay lên thôi. Đó, à, bấm bay thì nó sẽ bay lên. Đó, ha. Đó, thì trong video này mình đã hướng dẫn các bạn cách tháo ra dùng để kiểm tra xe motor hoặc nhau nó có bị gì hay không ha. Đó, thì nếu các bạn quan tâm mẫu này, các bạn có thể chỉ cần nhập xe Asin và gọi một từ khóa là 33024 ha, thì nó sẽ ra trọn bộ sản phẩm và hình ảnh của máy trực thăng này. À, có video bay cho các bạn xem luôn. Đó, à, mình xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi ha. Asin xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký kênh Asin.vn channel để nhận được thông báo khi có video mới nhé. Đăng ký thành viên hoàn toàn miễn phí nhé các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video này.